chạy tới đây là tới khúc của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang rồi nghe. Thì chạy từ huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang nó giáp với huyện Hòn Đất. Khách mình nằm ở huyện Hòn Đất. Đi cái đường này là hết huyện Châu Thành thì sẽ tới huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang. Cầu này là gọi là bằng cầu Rạch Giá nha. Cầu Rạch Giá, qua cầu này là mình tới Rạch Giá đó. Anh chị nào mà có mua đồ biển ăn thì gọi cho mình nha. Về Rạch Giá mua đồ biển rất là tươi ngon. Đây bà con Rạch Giá chuẩn bị xạ vụ 2 đây. Xạ lúa vụ 2 nữa. Kỹ sư nào làm cầu này cũng hay thiệt, chạy nguyên vòng tròn mới lên cây cầu. Cầu này là 5 tấn nha quý vị. Mình đi cái hướng này là hướng về Long Xuyên nha các bạn. Từ Hòn Đất nó đi qua cái cầu vòng đó rồi bắt đầu đi về ngược về hướng Long Xuyên đây. Nếu mà chút mình đi Long Xuyên là cũng đi đường này thì nó gần hơn ha. Rồi bây giờ mình tới nhà ông anh nha các bạn, ở Kiên Giang, Hòn Đất Kiên Giang. Đây là một cái lo 4 tấc đôi ha. Ảnh giờ anh ráp lại thành lo 3 bát, nhưng mà do mình đem cái lo thành lo 4 bát mà xài quả tiễn 2 súp 50, hai quả tiễn á. Sáng lu bu công chuyện nhà cái đem lộn. Giờ mình cho đệ tử mình là cu sẻn tháo ra để mai về nhà làm xong cái mốt cho mình sẻn nó chạy lên nó giao cho ông anh. Gắn lại vẫn xài mixer lại ha, mixer của anh á, vẫn xài lại mixer. Thì em lấy cái bát này về bản thôi, bát chép thôi, còn máy này để lại đây, tới đem mốt sáng mốt này qua cái gắn với anh luôn hả. Nếu mà em không có đi giao lo là em qua với nó luôn, còn hả nếu mà có đi khách mà có mua thì phải chia ra hai chỗ giao. Cái này là con sáp lâm à. Sáp lâm ở Việt Nam. Sáp lâm. Bữa này mình nhỏ ăn, bữa hổm là hôm qua mình giao bự hả? Đem cái lo này bự lắm. Bự vậy là bự tiện quá không? Đem lộn. Bên xe là cặp cặp 5 tấc đôi. 5 tấc đôi 2 súp đôi. Mà nói chung đem đủ rồi ráp thành cái lo luôn rồi, hai lo ở tiễn trên nữa. Vậy là cái này nhỏ là nhỏ tiền lẻ phải không? Cái này đâu đó. Ông đi ráp lại. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Ông đem qua. Lắp lại đem qua. Nói chung chị lấy cái kia cũng được mà mắc lắm. Lộn vỏ. Mà đem tới hai cái bát, hai cặp full luôn. Tại vì thằng lính này sáng giờ nó quậy em quá rồi. Cái một chiếc xe mà đỏ. Chép đâu còn hát phải không? Còn hát hết rồi. Đang hát nè. Dạ. Hột nó xuống mạt xuống. Cái này là bị mọt ăn. Nói chung là xài thời gian nó phải hư, với thùng này là thùng nỉ mà. Rồi, mọt cặp. Này là từ 107 con 65. Chào vô. Em lộn thùng rồi.
đem lẩu cái vỏ chạy đây là 150 cây số. Mình tính chiều nay là mình lụm lai gai chơi mà người ta làm lẩu. Chốt rồi mà sáng thằng lính nó chạy bắt chuột chứ đó. Còn sao? Cỡ này đánh được rồi chứ bự nữa, cái bự nữa âm ly anh đánh không nổi. Bự nữa âm ly anh đánh không nổi. Mốt mốt mới chở qua được. Mốt mới chở qua hả? Dạ dạ. Cái này chép 450 là chép thường à chứ không được chép xịn. Nói chung là tại vì bát thì bát cũng bát thường thì người ta nó gắn này là phải rồi. Còn của con là xài đồ xịn không à. Nó âm thanh nó nghe khác hơn. Hồi nãy giờ tôi đứng ở ngoài nửa tiếng hộ bảo cho vô nhà, bảo nó ông đâu lúc ông ăn đây có quen ai đâu mà cho vô nhà. Cái tôi ba tôi nó biết ông nào là ông Việt nhà này không đó, ông Việt ở nhà này nó sao ông sửa cho ông chú ông ở lon để đây. Cái nó nói vòng vòng bảo mới mở cửa cho tôi vô đó. Đổ, sao không kêu trời. Đó, có mình bả nhà đó. Mà tôi thấy cái lò ông quay qua là hoa là tôi biết nhà ông rồi. Chạy cái thắng đây thấy cái lò là biết rồi. Chú làm nghề lâu chưa? Chú dạ. 5-60 năm hả? Làm từ trong Mỹ tới giờ. Dạ thời tivi trắng đen ha. Thời vì chi trắng vàng với mấy cái radio ha. 74 đó. Dạ. Năm 74, năm 74 là con chưa sanh rồi, con sanh năm 79. Nay mình gặp cao thủ nha các bạn. Dạ. 79. Nhỏ hơn, bởi kêu anh đó. Kêu anh. Anh chắc 50 hả? 50 rồi, 74. Dạ. Năm nay tôi 7 mấy tuổi rồi đó. Dạ. Nhỏ hơn em luôn. Nhỏ hơn. Nhỏ nãy kêu bằng chị không đó. Chị không đó. Vậy là ông ở con ở Long An. Long An hả? Dạ. Con ở huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Dạ. Nay đi dạ đi đi xe đét cũng được, đi qua bến phà xe đét á. Mà qua cầu luôn á. Không qua không qua cầu chạy về nó chân Thạnh Hóa luôn à. Biết rồi nhưng mà vẫn xa hơn đi đường này hai. Vậy hả? Đi cao tốc đi qua hai cầu á. Hồi nãy giờ con nói chỉ là mua cho ổng cặp bồ câu bỏ vô đây ổng nuôi là thầy luôn. Thầy chứ để làm được, để nuôi bồ câu rồi. Để nuôi bồ câu rồi. Cho ba con nuôi bồ câu. Khoét hai lỗ này cho vô đẻ nè. Lấy ra bích này lại cho vô đẻ. Chắc rồi hả? Chắc lên hết ý luôn. Dạ. Có người ta làm rồi. Đúng rồi. Rồi xong mình tháo ra xong ha. Còn cái súp. Cái súp là ông vô coi cái này đủ đánh đổ cái súp không nghe. Thì con thấy rồi. Con thấy rồi. Con thấy rồi thì ba kênh, một kênh đánh ba lo được. Một kênh đánh ba lo còn một kênh kia đánh hai lo. Cái đó thì để con để lại đây con lấy máy này về con ráp vô lo cho nhanh. Rồi cái đó đem qua đây gắn vô luôn. Đúng rồi, im là phải im rồi chứ. Ủa rồi cái này anh thiếu cái chép mà. Không có, có nghĩa là anh ráp qua cái lò 4 tấc để nằm trên á. Còn cái hai cái bên. Thiếu hai cái. Hai cái đó là nó có một loại 1.8 với loại 800. Một cặp á. Anh xài 800 cũng được rồi. Tại vì cái cha 800 là hay hơn cái này rồi đó. Nó 450 nhưng mà hay hơn cái này. Bây giờ em lấy cái chép mới là gắn vô cái lò dưới. Chép mới gắn lò dưới, chép này gắn vô lò trên. Đó có 450 à. Phải con không tháo ra cái đem về cái ông nói cái của tao. Của tao 450 ta 750. Mày là với con Diễm nè. Nè. Đây nè, ông cái này có 4. Rồi, tới nhà ông anh nghe các bạn. Hôm nay là mình đem về nhà xong rồi mình lắp đặt xong rồi giờ mình đem xuống đây mình giao cho ông anh. Giờ ông đang khui tem khui thùng ra. Khui thùng ra. Là ảnh bát chép rồi có ảnh nha. Mình đem về mình gắn cái vỏ vô à. Ơi. Khui thùng luôn. Khui thùng luôn. Ok.
Đây là mình gắn chỉnh cái vỏ 30 đôi và hai cái vỏ 4 tấc nữa nha. Bắn hình chéo luôn nè. À, chủ nhà tiếp tục khui loa la nữa nha. Bả chắc hát hay lắm ta, bả cái giọng nói bả bả giọng Phương Thanh đó. Cao cao. Anh mình lại đây nghe bả ca cổ một cái là anh bị đứt dây đàn liền. Bả mời lắm đó. Cái giọng khào khào đó là cái giọng của Phương Thanh đó. Bả ca cổ không à. Lên dẫn cho nào. Ổng ngồi tới mùa lũ ổng nghe. Dạ. Ô, bà kỹ quá ta nè, bà chà cục của chị hả vậy? Hả? Chà đi, chứ để người ta nó lo mới gì dơ quá. Bà chị bà kỹ thì sợ không? Ôi, ta lao lao, chùi chùi, lao lao. Không, đem lại tới nhà là bà tắm rửa sạch sẽ liền ha. Đó, quá đã luôn rồi, bả chùi cái là đẹp bóng lên liền. Nãy giờ đồ cũ xách ra mà chùi cái người ta nói rằng này đồ mới rồi. Cổ ổng đó, cục đó của ổng đó. Ừ. Sao à, không hỏi ổng chị không hỏi ổng là sao đồ của ông xài ổng để dơ vậy, ổng không lau bây giờ để tôi lau. Ừ. Người ta làm xuống đây bữa đó người ta đo rồi mà. Ừ. Đo quy cách hết rồi. Mình chỉ điện như sao này nè. Dạ. Cái dạ. Chép 450. Của anh qua cũng 450 nữa. 450 luôn hay là 5 mấy? 450. Đó, để lên cái là người ta nó đâu nói là mình ráp lo để đâu. À, từ cái đồ cũ của ổng bữa đó mình chở về chút mình sẽ làm cái video lại rồi xong rồi chở về táp vô tay Thanh Cao là cho ông là thành cái lo mới ha. Ờ đồ mới luôn mà. Ờ chúc Phương Thanh hát bả nghe Phương Thanh. À đúng rồi. À, Phương Thanh là hát nổi tiếng đó. Đi đám nước hoài à. Đi đám hát hoài ha. Ôi tao lao lao chùi chùi lao lao. Quá đẹp đấy ha. Ừ. Để lên cái là ngầu liền ha. Ngầu liền ngặt lại liền ha. Ủa cái cầu nãy là em đi ngang cái nó đòi thu phí cái em nói đi vô là giao lo cho anh cái nó nói thôi đi đi giao lo cho ông này vậy đi đi. Ờ. Nó nghĩ thu phí rồi mà. Thì bởi vậy nó đi giao lo anh cho anh cái nó nghĩ thu hả? Dữ thiệt. Dữ thiệt. Nghĩ luôn hả? Nghĩ luôn rồi. Hết thu luôn rồi. Ờ hết thu năm 2004 là hết thu rồi. Ờ đẩy lại cái đã không? Cái này là đẩy lại đừng cho người ta vô phá thôi nghe chứ không có để vàng chống được nghe. Đừng cho phá đó. Ờ chứ chị bỏ vàng chống là ông lấy ông đi đá gà hết á. Cái học đó là để đọc. Ồ, quá đẹp rồi bà con ơi. Ông anh chơi hàng dữ luôn nha các bạn. Ổng chơi quất cái mixer chà bá ở đây luôn nè. Đó, để ổng làm DJ rồi bả hát bắt đầu cái ổng làm DJ ổng đẩy. Để của chị để vô không được, cái của chị nó dày quá. Của chị mua đồ của Việt Nam nó bự quá. Phải mua đồ của Nhật nó mỏng chút. Hai bây giờ đổi từ tầng đi, em đem xuống em đổi cho. Bây giờ cái này hay á là phải đổi cái đổi mixer thành bàn số nó mới hay. Bây giờ gắn cái này đi để mở nhạc lên coi sao. À, có bà chủ tịch hội đồng quản lý tiền ở nhà là được rồi. Có ông làm hả? Hôm nay là có mình chị đó nghe. À, chồng mua lo là vui cười hả hả đó. Còn mấy người kia ông sao ông mua chi vậy hát rùm trời quá. Không, mình
mình la thì la chứ. Người ta về hết mới la phải không? Vậy là kêu bằng la chồng thì đừng la trước mặt người ta ha. Ừ. Mày không có vậy hả? Vậy mà hổng, ông đó ông mua lo về cho vợ hát không à? Hết đơn thì mình có bán sản phẩm hôm nay là một cặp giỏ ba bát và cặp giỏ bốn tấc đơn, và bán thêm có cái chép ha, để mình hát thử cho các bạn nghe với công anh nghe bài nghe. Video này video cũ của ông anh lại nghe, tận dụng đồ cũ nha bà con. Thì các anh chị nào mà có đồ cũ thì mình nâng cấp lại cho đỡ tốn tiền ha. Nhìn anh thương tiếc cuồng tình ta cho trao, tìm đâu bóng dáng hôm nào, từng đêm trong sương lạnh anh khóc tình mình bề dâu. Tôi biết tìm ai chúng đôi đó.
Ôi biết tìm ai chúng tôi. Hay quá tác giả ơi. Xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi, còn tiếng sóng đưa ta. Đâu làm cô là...